Em cảm nhận như thế nào khi sau khi leo thác Hiêu? Em có thể nói lên cảm nhận của em được không? Hơi mệt ạ. Hơi mệt nhưng ta thấy nó đẹp không? Có ạ. À, đẹp. Từ đầu tiên em trèo luôn ạ. Em bây giờ em cảm thấy mệt đúng không? Vâng. Nhưng mà có thấy trong người có năng lượng nó tốt hơn không? Có ạ. Ok. Em ơi, em cảm nhận như thế nào về sau khi leo thác Hiêu? Em hơi mệt nhưng mà rất là vui ạ. Rất là vui. Ok Và em hơi anh. Cảm ơn em cảm nhận như nào sau khi leo thác hơi Hiêu? hơi mệt. Em thấy có đẹp không? Đẹp. Ok. À, trước đây em đã leo thác nào chưa? Chưa. Chưa. À, ok. Rồi, tiếp tục di chuyển đi, tiếp tục di chuyển. Tiếp tục di chuyển theo đường mòn. Em cảm nhận nào sau khi leo thác Hiêu em? Hơi mệt nhưng mà vui. Vui. Ok em. Em mệt nhưng mà cũng vui. Cô ơi, cô cảm nhận sau khi leo thác Hiêu nào cô? Đẹp quá. Rồi, đẹp quá em. Vâng. Đẹp nhưng mà hơi mệt. À, chị ơi, cảm nhận như thế nào ạ? Đẹp, chị đi ba thác rồi, giải yếm, thác bản dốc. Cái này là đẹp mà nó hoành tráng lắm. À vâng, ok. Chị Khải nào, chị cảm nhận thế nào sau khi leo thác Hiêu? Rất thích em ạ. Vâng. Nếu mà có cơ hội mùa hè quay lại để tắm. Ok, cảm ơn chị. Anh Quang nào? Rất thích em ạ, tuyệt vời. Vâng, ok, cảm ơn anh. Chắc chắn nó sẽ phải. Vâng.